hơn 2 năm tù oan. Một vụ án lạ lùng khi một thanh niên đi đón vợ bỗng bị choàng tội lên đầu. Sau đó là 2 năm tù với biết bao nhiêu oan trái. Tôi hoàn toàn không có thực hiện hành vi cướp giật tài sản nên tôi không bao giờ nhận tội. Cũng hơn 2 năm ấy là bao nhiêu điều tiếng và đau khổ. Chỉ gục mặt mà đi thôi, không dám ngẩng mặt lên. Lại một đêm là lại 108 lại bốn hướng cầu xin con của mình. Đó là đêm nào cô vẫn lại. Suốt nhiều năm qua, gia đình này vẫn đang chờ đợi một ngày nhận được lời xin lỗi. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, dẫu trong lòng có nặng mang những tâm tư nhiều năm chưa thể giải tỏa. Anh Bùi Minh Lý, từng là bí thư chi đoàn ấp Trung, xã Đông Thạnh, chuẩn bị được kết nạp đảng. Cuộc đời anh chẳng bao giờ ngờ được có một ngày tai ương từ đâu ập xuống đầu. Hôm ấy là ngày 19 tháng 1 năm 2014. Khoảng 19 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2014 á. Thì tối đó lúc 7 giờ tôi từ địa bị là 19 giờ tối từ ở nhà tôi đi lên Bình Thạnh là đi qua cư xá Thanh Đa để đón vợ tôi, thì tôi đi lên tới đó khoảng là 8 giờ thì bắt đầu tôi chạy từ đường Ông Nhân Khiêm quẹo vô hẻm chùa Hô Tết, quẹo qua cái hẻm chùa Bảo Minh để đi qua bên cầu Thanh Đa, thì tôi mới đi ngay tới cái cổng chùa Bảo Minh đó, thì có hai thanh niên tới áp sát xe tôi vô và bắt đánh tôi, nói tôi là thằng Việt dây chuyền. Thì tôi xuống tôi nói tôi không có. Hai người đó, hai thanh niên đó mới nói là không có thì mày đi theo tao. Thì tôi nói đi thì đi, anh dẫn đường đi chứ tôi đâu có biết đường. Thì bắt đầu từ đó đi, hai thanh niên đó dẫn tôi đi vòng vòng qua khoảng 2-3 cái cua hẻm gì đó. Thì đến một cái chỗ đó thấy có cũng đông người đang tổ chức một cái tiệc ăn uống. Thì tới đó có một cái anh đó ra, anh nói, anh mới xốp cổ áo tôi, anh quýnh tôi. Anh nói mày giật dây chuyền. Thì còn có một cái chị đó nữa, thì chị là người bị hại. Sau khi này đi về phường á thì tôi mới biết đó là người bị hại. Thì chị nói đúng rồi đó, nó chính nó là thằng Việt dây chuyền. Bắt đầu tôi bị quýnh xong ở đó thì báo công an phường đến dắt tôi về phường lập biên bản. Thì lúc dắt tôi về phường xong thì tôi cũng khai là tôi không có giật. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm tháng 7 năm 2015, anh Bùi Minh Lý bị Tòa Nhân dân quận Bình Thạnh tuyên phạt 3 năm tù về tội cướp giật tài sản. Ngay sau đó anh Lý kháng cáo kêu oan. Từ một người dân hiền lành chất phác, mỗi ngày chăm chỉ biết trộn hồ, xây tường để kiếm tiền chăm lo cho gia đình, lại trở thành bị can, bị cáo, rồi phạm nhân của một vụ án oan mà anh không thể hiểu nổi. Hơn 7 năm từ ngày bị bắt, mặc dù anh cũng đã trở lại với công việc, nhưng anh vẫn chưa thể hết ám ảnh những ngày tháng chịu cảnh tù tội. Đến bây giờ, anh chỉ có thể chia sẻ những điều ấy với những người trong gia đình. Cô đi quán á, người ta nói con bà sáu lưng á, cướp giật hả, điều tra nã tay nó có cộng dây chuyền chỏng nữa. Người ta nói như vậy đó, giờ cô mới xuống tới. Cô nghe cái người ta thấy cô xuống tới, người ta không nói nữa. Cái cô hỏi ủa sao điều tra, sao trong đó mấy bà biết con tôi giật đồ trong tay. Tôi chừng mẹ nó đây tôi còn không biết à. Vậy đó người ta nói tới vậy. Lo con mình chỏng không biết như thế nào. Đó, rồi là nó suy sụp tinh thần, chứ hồi Lý nó chưa có bị bắt á, là tôi tới 57-58 kg, là nó bị bắt tới nó về tôi còn ở 51 kg à. Nó xuống sức vậy đó. Còn vợ tôi 40 mấy kg mà nó chỉ còn có 38 kg. Con bấm cái nút nào đàn cho mẹ. Rồi, đàn đi, nút nào. Thiệt thòi nhất vẫn là vợ của anh Lý. Hai người mới cưới nhau được hơn 6 tháng thì anh bị bắt giam. Sau sự việc xảy ra, chị đã phải chạy vạy vay mượn tiền khắp nơi, thậm chí bán luôn cả nhẫn cưới để có tiền thuê luật sư bảo vệ sự trong sạch cho chồng. Thì buồn lắm, giống như là mình kẹt lắm mình mới bán chứ bạn cưới mà ai mà bán. Mình khó khăn dữ lắm luôn mình mới bán chứ cái đó là kỷ niệm cái ấy của mình mà. Coi như là người ta nói là vàng cưới là cái vàng là mình nói một kỷ niệm là coi như là cỡ nào mình phải giữ hết, không vào bán. Nhưng mà tới lúc tới chuyện là mình mới lúc đó hết nghĩ là chỉ có cần tiền mới lo cho chồng mình thôi. Chồng mình không có làm lúc nào người ta cũng nói là chồng mình là tội phạm. Nhưng mà mình chỉ có gia đình mình biết thôi. Nên là nói chung là gọi là đạp dư luận mà sống. Họ cứ nói vào, ra nói vào thì giống như mình chỉ không có biết nói gì nữa. Nói như là sao. Mình chỉ gục mặt mà đi thôi.
không dám ngẩng mặt lên. Nói chung là nhà cha mẹ là người nào cũng buồn hết, người nào cũng lo. Trời quá làm của nha. Nói chung là rất là mừng, lúc bước ra khỏi trại giam rất là mừng. Nhưng mà về tới đây thấy tự nhiên quê hương mình sao nó xa lạ quá. Mình thấy sao nó đổi mới nhiều thứ mà mình đường xa. Nên mình bất ngờ lắm. Nói chung là lúc đó mình về ra thì mình biết là mình mừng được về thôi. Nhưng mà về giờ cuộc sống lúc đó cũng hơi khó. Ai nhìn nhận mình đâu. Tại mình mới được tại ngoại thôi mà. Về thì cũng đi làm cũng hơi khó. Cũng vẫn còn là một thằng mới đi ở tù về. Chứ ta đâu nói là mà tại cho tại ngoại mà. Chứ đâu có nói là mình hết tội hay là mình không có tội. Rồi đó coi, 800 mấy chục ngày mà cha con xa cách không thấy mặt. Là nó về mới tới cửa đi vô đó. Hai cha con ôm nhau khóc. Tại cái chòi nãy mình ngồi có đường đi vô. Mừng, mừng không thể nói nổi. Không thể nói nên lời luôn. Ngày 26 tháng 9 năm 2015, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra xét xử lại từ đầu. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2018, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do đã hết thời hạn điều tra mà không đủ chứng cứ xác định anh Bùi Minh Lý phạm tội. Cái ách giữa đảng mà anh Bùi Minh Lý phải mang bắt đầu xuất hiện trên mặt báo. Trở lại với cuộc sống bình thường bên gia đình, anh Lý vẫn không thể nào quên bản án oan khiến anh phải ngồi tù 28 tháng và 10 ngày. Cho tới nay, điều tra viên vụ án oan này hiện đã ra khỏi ngành công an, kiểm sát viên và những thẩm phán trong vụ án, người còn công tác, người đã nghỉ hưu. Còn anh Lý và gia đình trong suốt 3 năm qua, họ chờ mong mỗi ngày một lời xin lỗi công khai tại nơi đang sống. Và cuối cùng thì ngày gia đình anh Lý chờ mong đã đến. Sáng ngày 24 tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức buổi xin lỗi cải chính công khai đối với anh Bùi Minh Lý. Ngay từ sáng sớm, gia đình anh Bùi Minh Lý cùng nhiều người thân, hàng xóm đã có mặt tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Đông Thạnh và chờ đợi. Trong quá trình điều tra tiến hành tố tụng, chúng tôi nhận thấy việc cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố ông và bắt giam ông, viện kiểm sát đã truy tố và Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh đã xét xử ông về tội cướp giật tài sản là oan sai. Nay tôi đại diện cho tòa án cùng liên ngành tố tụng gồm Công an quận Bình Thạnh, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Thạnh chân thành xin lỗi ông Bùi Minh Lý và gia đình về những thiệt hại đã gây ra trong quá trình giải quyết vụ án. Kính mong ông và gia đình nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Bước lên bục nhận hoa, cuối cùng thì anh Bùi Minh Lý cũng có thể chính thức quay lại cuộc sống của một công dân bình thường. Và mình cũng chấp nhận cái buổi xin lỗi vì ai cũng có một lần sai hết, nhưng mà cơ quan nhà nước ta sai đã chấp nhận sửa sai, vậy thế địa phương để xin lỗi mình là điều rất là mình mong muốn rồi. Ai cũng vậy thôi, trong cuộc sống mình nên tha thứ đi, chứ đừng có đợi kéo dài thời gian đó không tha thứ cho người ta thì cũng hơi khó không. Cái nào cũng vậy, mình nên mở rộng tấm lòng mình ra đi. Những người thân của anh Bùi Minh Lý, những người đã tin tưởng anh không làm điều sai trái và cũng chịu nhiều điều tiếng không hay, cuối cùng có thể yên tâm sau khi nghe những lời xin lỗi. Nói chung là rất là vui lắm. Nói chung là một ngày mà được công khai xin lỗi vậy là cũng mong chờ cũng lâu lắm rồi. Nói chung là cũng rất nước mắt á. Tại vì nó chảy qua rất là thời gian rất là dài, với lại nó nhiều cái lắm, nó nhiều cái mình chờ trong một ngày nào đó chồng mình sẽ được minh quan. Cái thứ hai nữa là được sáng tỏ là coi như bà con này, xã này là biết là chồng mình là không có tội rồi, ở nơi mình là... Để có ngày hôm nay, ngay từ những ngày đầu, vợ của anh Bùi Minh Lý đã vất vả cố gắng tìm kiếm luật sư để tìm đòi lại sự trong sạch cho anh. Thực ra thì không phải là khi mình tiếp xúc hồ sơ mà mình phát hiện ra oan sai đâu. Bởi vì mình tham gia từ ngay cái giai đoạn đầu tiên, có nghĩa là sau khi Bùi Minh Lý bị bắt, chưa có biết là có bị khởi tố hay không. Nhưng mà bên phía vợ thì là bạn quanh với một cô cháu, nó đi tìm luật sư. Và tới nhà mình vào buổi chiều ngày 27 Tết thì có trình bày về trường hợp của Bùi Minh Lý như vậy. Và tha thiết là mong luật sư giúp cho gia đình để làm sao để cho Lý được thả.
Ngày trở về với trong sạch của anh Bùi Minh Lý được diễn ra ngay tại quê hương anh. Có mặt vợ con, cha mẹ, gia đình, làng xóm của anh. Cũng là ngày mà anh Bùi Minh Lý tháo được cái ách giữa đàng mà 7 năm trước bị người ta choàng vào cổ. Để đi đến ngày trong sạch ấy, anh và những người thân đã phải trải qua quá nhiều cay đắng, khổ đau.